tôi đang ở trên đường Nguyễn Hữu Thọ nhá. Thì đây là mấy cái ốc hàng Gia Lai này. Nếu tôi đi thẳng nhá thì tôi sẽ đi ra lại được quận 7 nhá, Nguyễn Văn Linh. Nhưng mà hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bác một khu tổ hợp khu biệt thự và gọi là khu dân cư đấy. Thì gọi là khu dân cư Ngân Long. Nó nằm trên đường Nguyễn Hữu Thọ và thuộc huyện Nhà Bè nhá. Rồi. Thì bây giờ rẽ trái là đi ra Lê Văn Lương này. Bây giờ tôi lại rẽ phải qua khu này. Cái khu này đường nó cực kỳ xe cộ luôn. Đấy, lúc nào các bác thấy cái tòa nhà PV Gas các bác rẽ vào cái khu này. Dưới này có cái dự án Sunrise River Drive này của thằng Sunrise. Đây có thằng Sunrise River Drive đang xây các bác này. Ui dồi ôi, cái khu này bụi lắm. Chung cư nó đang xây ở đây. Không được rồi, lộn rồi. Lộn được rồi. Đi biệt thự Ngân Long mà chạy vòng vòng thế nào ra mấy cái khu này. Bây giờ tôi phải chạy ra lại Nguyễn Hữu Thọ nhá. Sau đấy ấy, tôi vòng lại thì mới ra là cái khu biệt thự Ngân Long mà tôi tính giới thiệu cho các bác. Thì cái khu biệt thự này nó không lớn nhá, nó chỉ nhỏ thôi, nhưng mà nó nằm ở trên trục đường Nguyễn Hữu Thọ ấy, với lại xây rất là đẹp, giá tiền cũng rất là cao, thuận tiện cho kinh doanh, cho nên tôi muốn giới thiệu cho các bác. Chứ còn mấy khu nhỏ nhỏ như thế tôi cũng lười giới thiệu lắm. Thì các bác biết cái khu này là nó nằm trên cái đường Nguyễn Hữu Thọ nhá. Cái đường Nguyễn Hữu Thọ này là buổi sáng các bác phải hiểu là nó kẹt xe một cách ác chiến. Đặc biệt cái khu vực vòng xoay này, rẽ phải đi lên cái cầu đấy, đi lên toa Nguyễn Văn Linh đấy. Cái đường chỗ này kẹt xe là một cách khủng khiếp luôn á. Cho nên các bác nào mà buổi sáng đi làm chỗ này là ác mộng. Và cái khu này toàn xe to, cho nên cực kỳ nguy hiểm luôn nhá. Cho nên các bác phải nhớ rằng là phải né, cố gắng mà né, đi cẩn thận và né càng né càng tốt. Đây là cái Gia Lai này các bác. Thế cái khu biệt thự mà tôi muốn giới thiệu cho các bác là nó nằm ở phía bên kia. Bây giờ tôi chạy tải tới đầu đường kia, tôi vòng lại. Thì cái đường này các bác bắt buộc phải như thế, chứ các bác có thể băng qua đường đâu. Thì đến đây chúng ta rẽ để vào nhá, rẽ trái nhá, vòng lại nhá. Đấy là Hoàng Anh Gia Lai này. Và xe to các bác ạ, cho nên phải cẩn thận. Đây là Hoàng Anh Gia Lai này, tôi đã giới thiệu rồi này.
đấy, ở đây thằng khu biệt thự Ngân Long đấy, nó cũng nhỏ thôi nhưng mà toàn biệt thự VIP nhiều tiền, và không biết là có vào được không thôi, không biết có cho vào không. Phải nói rằng là quá đẹp luôn các bác ạ. Đẹp lắm. Và bên trong này này, người ta xây các cái hàng cái đường con đường của nó này, xẹt không một cái giọt một cái loại rác luôn ạ. Xây cái dừa này sang trọng quá, nhớ nhiều Dubai ấy. Wow. Tôi không ngờ rằng là cái đường này nó vẫn còn những cái biệt thự đẹp thế này đấy. Nó cũng nhỏ thôi chứ không có nhiều, những chỉ là một cái hàng thôi. Wow, đẹp thế. Nó chỉ thế thôi các bạn, chỉ là một cái con đường thế thôi. Oh, VIP nhỉ. Quá VIP, quá đẹp. Đây có công viên các bạn này. Ôi, khu này quá đẹp. Oh. Đây chúng ta rẽ ra này, nhưng mà thôi, chúng tôi muốn đi vào, quay lại chút. Đấy thì khu biệt thự này chỉ có nó nằm trên một cái con đường như thế thôi này thôi các bác. Thì mức giá như thế nào thì tôi không rõ, nhưng mà giá chắc tôi nghĩ là cao đấy. Wow, cái con đường này quá đẹp. Đầu tư quá ác luôn ạ. Vì nó nhỏ nên nó đầu tư cái con đường rất đẹp. Đấy, cái biệt thự bên này giá chắc là phải mèo lắm thì cũng phải 1 tỷ. Rồi. Xung quanh là rất nhiều con ốc nha. Khu này thì đẹp rồi. Nhỏ nhắn xíu xíu lung linh đấy. Thì tôi giới thiệu cho các bác biết cái khu dân cư này nó là như vậy, để bác nào có ý định đầu tư ấy ở cái chỉ đấy thì các bác có thể ghé thăm nhé. Rồi thế thôi, cái khu này nhỏ là như ngoài đường mình đứng thôi nữa này. Bây giờ chúng ta sẽ đi xem cái phía ngoài này nhé. Ngoài này thì chúng ta thuê thì chúng ta làm mặt bằng ấy, thật rất là hay để kinh doanh đấy. Đấy, mấy cái nhà đây xây rất là hiện đại nhá, đúng kiểu Mỹ luôn. Ngoài này là một cái đường ngân hàng này, có rất nhiều ngân hàng ở ngoài này. Rồi thế thôi, cái khu biệt thự này nó ngắn như thế không ạ? Nhỏ nhỏ thế thôi. Rồi, cảm ơn các bác đã theo dõi video này và nhớ đăng ký kênh ủng hộ chúng tôi nhá. Đây có cái chỗ đổi xe này, chung cư này. Bây giờ các bác rẽ vào đường này được nhá. Rất là hay, rất là thuận tiện.